đức hồng y giám quản Roma mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi và cho các linh mục. đức hồng y Angelo de Donatis giám quản Roma đã gửi thư cho các cha sở của giáo phận Roma và mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi và cho các linh mục. đức hồng y giám quản Roma đã thành lập một ngày đặc biệt thứ năm để dâng lên thiên chúa ý nguyện đặc biệt này. nhưng chúng ta cầu nguyện cho họ bao nhiêu trong thư đức hồng y de Donatis nhấn mạnh nếu đối với mỗi ki tô hữu cầu nguyện cho hơi thở của linh hồn thì đối với một giáo phận cầu nguyện là hơi thở của toàn thành phố dù không ý thức vì nó đang cần thần khí của thiên chúa để sống đức hồng y cũng nhận xét tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta đang sống trong thời gian mà các linh mục sẽ ngày càng ít đi chúng ta cảm thấy bối rối khi biết rằng một linh mục gặp khủng hoảng hay rời bỏ sứ vụ chúng ta thường phàn nàn rằng có ít chủng sinh trong chủng viện thiếu linh mục hoặc họ không có thời gian cho tất cả mọi người nhưng chúng ta cầu nguyện cho họ bao nhiêu bà đức hồng y mời gọi vì thế tôi xin anh chị em cầu nguyện với tôi với toàn thể linh mục và đoàn giáo phận với tất cả cộng đồng của anh chị em để chúa làm cho các linh mục chúng tôi yêu mến tin mừng và để ngài gửi những thợ gặt mới cho mùa gặt của ngài các ý chỉ cầu nguyện cho các linh mục vào thứ năm đức hồng y cũng gửi cho các cha sở một chương trình cầu nguyện thứ năm đầu tháng cầu nguyện cho các ơn gọi và dành thời gian tối thứ năm và thứ sáu chầu thánh thể để cầu nguyện cho ý chỉ này thứ năm thứ hai của tháng cầu nguyện cho các linh mục cao niên và đau bệnh cảm tạ thiên chúa vì chứng tá mà họ trình bày cho chúng ta và để họ tiếp tục làm chứng ngay cả bằng việc dâng các đau khổ của họ thứ năm thứ ba của tháng cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục và thứ năm thứ tư của tháng cầu nguyện cho các linh mục đang gặp thử thách khó khăn